Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về một project mà mình vừa mới hoàn thành xong. Đó là project mô phỏng công tác cảm ứng trong nhà thông minh. Thì cái bộ công tác cảm ứng trong nhà thông minh này thì lấy cái ý tưởng của bộ công tác của Lumi, cho nên là mình giữ nguyên các cái đặc tính như là hiển thị của nó thì sẽ hiển thị là nhà thông minh của Lumi. Thì cái bộ công tác của mình ấy, nó có ba cái chức năng chính như đây. Đó là bật tắt các cái thiết bị này. Thì ở đây mình bật tắt được bốn cái thiết bị bằng bốn cái nút bấm. Thì mình sẽ mô phỏng bằng cái nút bấm thông thường và các cái đèn LED để biểu thị thay vì cái nút bấm cảm ứng. Chức năng thứ hai đó là thay đổi được cái độ sáng của bóng đèn này. Khi mình giữ tay vào một cái nút bấm thì nó sẽ có thể tăng giảm cái độ sáng của cái bóng đèn. Tiếp theo là cái chức năng là hiển thị các cái thông số nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng trong phòng. Thì với ba cái tính năng chính này thì mình có một cái thuật toán, cái lưu đồ thuật toán mình đã vẽ sẵn trên màn hình này. Thì bước đầu tiên vào thì mình cũng sẽ khởi tạo các cái clock timer sensor JBL LCD này. Cái bộ công tác cảm ứng này mình sử dụng cái bộ kit là STM32 F4. Trên cái board Nucleo nó có sẵn tích hợp các cái LCD ở trên đó rồi. Đó, thì sau khi khởi tạo xong thì mình sẽ hiển thị cái dòng chữ là IoT Programming by Lumi. Bước tiếp theo đến đây này, mình sẽ kiểm tra các cái nút bấm. Ở đây thì mình có các cái nút bấm để bật tắt các cái thiết bị đúng không? Đây thì nó sẽ tương ứng với cái lưu đồ thuật toán bên này. Mình sẽ có các cái nút là 1, nút 2, nút 5 và nút 4 này để tương ứng điều khiển bốn cái thiết bị. Đây là bốn cái con LED. Đó là bấm một lần thì sẽ là bật lên, bấm lần sau thì sẽ là tắt, tức là nó sẽ đảo cái trạng thái của LED. Tiếp theo là thay đổi độ sáng của bóng đèn. Thì thay vì bấm click một lần như này thì mình sẽ để giữ tay. Khi mà giữ quá 1 giây ấy, thì nó sẽ thay đổi được cái độ sáng của bóng đèn. Đây chính là tương ứng với lưu đồ thuật toán bên này. Khi mình giữ 1 giây này, nếu mà bấm vào cái nút 1 ấy, thì nó sẽ là cho cái duty tăng lên. Có một cái biến là cái duty tăng lên. Tiếp theo bấm vào nút 5 thì cái duty sẽ giảm xuống và sau đó sẽ thay đổi được cái độ sáng của bóng đèn. Khi thả tay ra thì cái sự thay đổi này sẽ mất đi. Tiếp theo là cái chức năng là hiển thị thông số nhiệt độ, độ ẩm và ánh sáng của trong phòng. Thì ở đây mình sẽ sử dụng một cái nút bấm khác là nút 3. Khi mình bấm 3 lần cái nút 3 này thì nó sẽ hiển thị, đầu tiên nó sẽ hiển thị các cái thông tin của thiết bị lên này. Sau đó nó đợi 2 giây và tiếp tục hiển thị lên các cái thông số của cảm biến, đó là nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng. Và cái thông số này thì cứ 1 giây sẽ được cập nhật một lần. Mình có thể thay đổi được cái thời gian để cập nhật của mình. Ok, với cái lưu đồ thuật toán như thế thì mình đã có sẵn cái code của project ở trong đây. Đây thì mình có một cái hàm main.h đây. Mình include các cái thư viện này, mình dùng cái thư viện chuẩn của nó. Đây, thư viện CMC đây. CMC là thư viện chuẩn etd. Thì mình có khởi tạo một cái hai struct này. Struct đầu tiên là để kiểm tra các cái event, tức là kiểm tra cái nút bấm ấy, xem có nút được bấm hay không. Tiếp theo là một cái struct để lưu các cái state. State đầu tiên là startup. State thứ hai là idle, state thứ ba là reset. Nó và khởi tạo các cái nguyên mẫu hàm. Thì mình vào trong cái phần source của mình. Đây. Thì phần source của mình định nghĩa các cái biến các cái hàng số như là cycle share data, tức là cái 1.000, tức là cái thời gian để mình lấy cái giá trị của cảm biến ấy, thì cứ 1.000 mili giây, tức là 1 giây thì nó sẽ cập nhật cái giá trị cảm biến một lần. Tiếp theo thì các cái relay blink này thì là cái thời gian để led nó nháy. Đây, mình sẽ đi vào chương trình chính. Đây là các biến liên quan đến nhiệt độ này, các biến liên quan đến timer này, và các cái biến liên quan đến nút bấm này. Ok. Đây thì trong hàm main của mình có hàm đầu tiên là hàm app init common. Hàm này là mình sẽ khởi tạo các cái tham số chính của chương trình ấy, nó sẽ tương ứng với trong lưu đồ thuật toán, nó sẽ tương ứng với cái không này là khởi tạo các cái clock timer sensor JBL LCD. Đây, vào hàm này thì mình sẽ khởi tạo system clock là 84 MHz, tức là cái tần số clock cao nhất đấy.
cao nhất của cái con F401 này của mình, tần số cao nhất là 84 Mbps, cập nhật cái system clock này, khởi tạo cái timer này, khởi tạo cái hàm kiểm tra nút bấm này, các cái hàm liên quan đến GPIO này, nút bấm này, cái còi này, và led. Tiếp theo là các cái hàm khởi tạo liên quan đến cảm biến, thì mình có hàm mình sẽ đọc cảm biến ánh sáng bằng cái kênh là ADC, còn cái con cảm biến nhiệt độ độ ẩm của mình ấy, thì mình sẽ đọc bằng I2C. Tiếp theo là phần khởi tạo LCD, thì khi mới cắm nguồn lên của mình sẽ khởi tạo LCD này với cái phông chữ là 14, và đây là nền nền của mình sẽ là nền đen và chữ là chữ trắng. Mình sẽ xóa màn hình khi mới vào, mình khởi tạo mình sẽ xóa màn hình đi. Ok, thì cái bước thứ hai của mình là mình gọi cái hàm là set state app, rồi truyền vào tham số là state app startup, tức là khi khởi tạo đúng không, mình sẽ kiểm tra cái hàm này. Đây, cái hàm này của mình sẽ để cái trạng thái là đây, chỉ là set cái trạng thái thôi, thì nó có ba cái trạng thái tương ứng lúc nãy ở trong hàm main.h đó. Đầu tiên là trạng thái startup đúng không? Đó, trạng thái startup thì sẽ làm gì? Mình sẽ kiểm tra cái hàm đây, app state manager, tức là cái, quản lý các cái state của mình ấy. Thì đầu tiên là mình đang ở cái trạng thái startup đúng không? Startup thì mình sẽ vào nhảy vào cái cây này. Startup. Startup thì khi mà event app init, tức là vào cái thì mình sẽ load cái dòng chữ. Đây mình gọi cái hàm load config. Load lên cái dòng chữ là IoT này, programming by Lumi Smart Home. Đây mình gọi cái hàm draw string của LCD. Mình hiển thị cái dòng chữ là IoT programming by Lumi. Đây, lát nữa mình có quay cái video mô phỏng sản phẩm này. Thì khi mới cắm nguồn lên thì nó sẽ hiển thị cái dòng chữ là IoT programming by Lumi Smart Home như này. Đó, sau khi gọi xong cái hàm load load này đúng không? Okay, sau khi gọi xong cái làm load configuration tức là hiển thị lên này, thì mình sẽ quay lại cái chỗ lúc nãy. Đây, sau khi gọi cái hàm ấy xong thì nó sẽ nhảy vào cái hàm là set state app và chuyển sang cái chế độ là app idle đúng không? Thì nó sẽ nhảy xuống đây đúng không? Sang cái state app idle thì lúc này nó sẽ gọi cái hàm là device state machine. Đây mình quay sang cái hàm device state machine. Device state machine là sẽ quản lý các cái nút bấm. Đây đầu tiên là có cái event button bar press 5 time. Tức là khi mình bấm cái nút tương ứng với cái chế độ này, mình click cái nút B3 này 5 lần thì nó sẽ nhảy sang là hiển thị các cái cảm biến đúng không? Hiển thị thông tin thiết bị, sau đó đợi 2 giây và hiển thị lên các cái giá trị của cảm biến. Rồi lát nữa mình sẽ xem video mô phỏng. Thì là khi bấm cái nút đấy 5 lần ấy, thì đầu tiên là hiển thị lên thông tin thiết bị này. Sau đó sẽ gọi một cái hàm là timer. Timer start bắt đầu chạy timer. Ở đây mình để cái thời gian delay là 6 giây bắt đầu từ cái lúc gọi cái hàm này, tức là tương ứng với 2 giây sau khi hiển thị cái màn hình LCD ấy. LCD nó hiển thị cùng lúc với cái việc là mình bật lên một cái led. Cái này chỉ là để trang trí thôi, bật lên một cái led màu xanh. Ok, sau khi gọi cái này 2 giây ấy, thì nó sẽ bắt đầu timer này. Timer chạy được 2 giây xong thì nó sẽ nhảy vào cái hàm timer callback này đúng không? Để vào cái hàm timer callback này. Trong hàm timer callback thì mình sẽ để là dừng timer này. Xóa cái màn hình LCD đi. Tức là lúc nãy hiển thị thông tin thiết bị thì sẽ xóa đi. Và sau đó sẽ gọi sau đó sẽ set cái cờ timer flash lên 1. Đó, cái cờ timer flash của mình, sẽ nằm trong main. Ban đầu khi mình hiển thị khi mình chạy chương trình lúc đầu á thì mình sẽ chỉ hiển thị lên thông tin thiết bị đúng không, và cái dòng chữ là IoT programming lúc đầu á, bấm cái nút này 5 lần thì nó mới hiển thị lên thông tin thiết bị, sau đó mới hiển thị lên các cái giá trị của cảm biến. Như vậy mình sẽ để cái timer flash ban đầu bằng 0. Là mình khởi tạo cái timer flash ban đầu bằng 0 này để cho nó không hiển thị cái hàm gọi sensor ra. Thì sau khi cái mình bấm vào cái chế độ này, bấm cái nút B3 5 lần thì nó mới hiển thị thông tin thiết bị, đợi 2 giây sau đó mới nhảy vào đây để thay đổi cái biến timer flash. Sau đó mới hiển thị các cái chế độ của sensor. Thì cái hàm về sensor này lúc nãy nữa mình sẽ nói sau. Ok, quay lại cái hàm là nút bấm. Quản lý các cái chế độ của nút bấm đây.
Đó là cái chế độ bấm cái nút này 3 lần, à 5 lần đúng không? Bấm nút B3 5 lần. Tiếp theo là nếu mà bấm nút 1 này. Bấm nút 1 thì sẽ là cho cái còi kêu lên một tiếng này và đảo cái giá đảo với trạng thái của thiết bị đúng không? Nó sẽ tương ứng với cái này. Switch cây đây. Nó sẽ có 4 trường hợp là bấm B1, bấm B2, bấm B5 hoặc bấm B4 thì sẽ đảo trạng thái của LED và cho cái còi nó kêu lên một tiếng. Và đây. Sẽ quay lại đây kiểm tra nút bấm tiếp. Đó thì tương ứng nút 1 này thì là cho cái led màu đỏ này. Nút 2 thì cho led màu xanh. Nút 5 thì led màu xanh da trời. Và nút 4 thì tương ứng với led màu vàng. Ok. Đó. Thì vẫn còn hai cái trường hợp nữa của việc nút bấm, đó là cái việc giữ giữ nút đây, tức là cái cây bên này thì sẽ là giữ nút B1 hoặc nút B5 thì sẽ tương ứng với tăng và giảm duty. Đây, nếu mà giữ nút B1 thì cái duty nó sẽ tăng lên đây. Và nếu mà bấm nút 5 thì duty nó sẽ giảm. Sau đó mình sẽ set cái led của mình ấy, màu xanh, led màu xanh sẽ tăng theo cái duty đấy hoặc là giảm theo cái duty đấy. Mình dùng cái lòng vòng quay đây thì khi mà nhả tay ra khỏi nút ấy, thì nó sẽ break. Nó sẽ thoát ra khỏi đây. Ok. Thì đó là cái hàm xử lý nút bấm. Thì cái hàm xử lý nút bấm này ấy, mình sẽ quản lý bằng một cái que. Tức là cái hàng đợi ấy. Đây mình có một cái hàm là Event Scheduler Add. Cái hàm này nó sẽ là một cái que. Khi mà mình bấm nút ấy, thì nó sẽ rất là với nhiều cái sự kiện như này đúng không? Của mình có rất là nhiều cái sự kiện. Đây, bấm nút này 3 5 lần này, bấm 4 cái nút này này. Hoặc là giữ hai cái nút này này. Cùng với đó là mình mỗi 1 giây ấy, mình lại phải cập nhật thời gian của cảm biến đúng không? Cập nhật thời gian của cảm biến và hiển thị lên LCD. Như vậy là chương trình của mình là rất mất rất nhiều thời gian. Và trong chương trình này mình không muốn dùng cái RTOS ấy. Cho nên mình dùng một cái que để mình quản lý các cái sự kiện nút bấm của mình. Cái que này ấy, mỗi lần mà mình bấm nút ấy, thì nó sẽ đẩy vào cái hàng đợi. Cứ đẩy vào cái hàng đợi thì cái nút bấm nào được xử lý thì nó sẽ liên tục xử lý các cái đầu đầu của cái hàng đợi. Cái sự kiện nào vào trước thì sẽ được xử lý trước. Cái que thì sẽ là first in first out đúng không? Cái nào vào trước thì sẽ được xử lý trước. Như thế mình sẽ không bị mất các cái sự kiện nút bấm của mình. Ok. Thì vào trong phòng vòng quay 1 thì mình rất đơn giản, mình đầu tiên có hàm xử lý thời gian này, xử lý thời gian khi tức là chỉ là đếm timer thôi, khi nào timer tràn thì mình sẽ gọi cái hàm get timer này. Get sensor, tức là lấy cái giá trị của sensor ấy. Tiếp theo là hàm xử lý cái sự kiện thì chỉ là lấy get cái giá trị đầu tiên của cái hàng đợi ấy, cái hàng đợi lúc nãy mình tạo để thêm các cái sự kiện nút bấm vào thôi. Ok, còn cái hàm liên quan đến cảm biến thì nó ở đây. Sau khi mình bấm nút B3 5 lần đúng không? Thì hiển thị thông tin thiết bị. Sau 2 giây thì mình cho cái biến timer flash. Đây, timer flash ở trong hàm main lên 1. Thì lúc này sẽ bắt đầu gọi cái hàm này đúng không? Multi sensor scan. Đây. Hàm multi sensor scan thì mình chỉ là lấy timer thôi. Lấy giá trị timer cứ đếm được 1 giây này, cái cycle send data của mình này. Cycle send data của mình tương ứng với 1000 đúng không? Đây đang là 1000 đây. Tức là tương ứng với 1 giây. Thì cứ được 1 giây thì mình sẽ gọi cái hàm task multi sensor scan. Tức là mình sẽ lấy giá trị của các cái cảm biến và hiển thị lên màn hình LCD. Cứ được 1 giây thì sẽ đây. Lấy nhiệt độ này, lấy độ, lấy cảm biến ánh sáng. Đó, sau đó hiển thị lên LCD này. Ba dòng khác nhau. Hiển thị lên LCD. Tương ứng là độ C này, phần trăm và lắc. Ok, thì đó là các cái chức năng chính trong cái project của mình. Thì đây mình sẽ có một cái video để mô tả. Là khi mà bấm vào đúng không? Khi mà bắt đầu một cái cắm nguồn một cái thì nó sẽ hiển thị là cái dòng chữ IoT Programming by Lumi Smart Home đúng không? Tiếp theo này, ở đây nó sẽ chờ nút bấm. Khi mà mình bấm một trong bốn nút này đi thì cái led sẽ đảo đúng không? Ok, mình sẽ chờ lại video. Đây, khi mình bấm nút B1 này, đấy, thì nó đỏ đúng không? Đây, nút led xanh này, led xanh này, và nút này led vàng này. Ok,
Đó. Thì bây giờ nếu mà mình bấm giữ cái phím B1 hoặc B5 đúng không? Thì tương ứng cái LED màu xanh nó sẽ thay đổi cái duty đúng không? Đây mình có. Đó, cái LED màu xanh nó sẽ thay đổi duty. Mình có thể chỉnh được cái thời gian này. Đó, nó tắt dần. Đây mình có thể chỉnh được cái thời gian thay đổi duty. Đây mình để đang để 50 ms giây thì có thể cho rộng hơn hoặc là ngắn hơn cũng được. Cái cuối cùng là bấm nút B3 5 lần đúng không? Đây mình đang bấm nút B3 nút giữa này 5 lần. Mà xóa đi hiển thị thông tin thiết bị này. Hoặc là boot Nucleo đúng không? Code ETM3 F401RE này. Của hãng ETM Magotronic này. Kit của Louis Mark. Đó, sau đó hiển thị thông tin của cảm biến này. Là nhiệt độ đang là 31 độ. Ánh sáng này. Nó ánh sáng đang thay đổi, các bạn thấy các ánh sáng nó cập nhật này. Đó, khi này mình bấm đèn thì các cái chế độ bấm đèn kia vẫn hoạt động. Mặc dù mình không dùng được tốt đúng không? Không dùng được tốt nhưng mà vì cái các cái sự kiện nó bấm mình cho vào một cái que mà. Cho nên là mình vẫn bấm các cái nút bấm như bình thường. Ok. Thì đó là tổng quan về cái project mô phỏng cái thiết bị cảm ứng trong nhà thông minh của Lumi của mình. Thì video của mình đến đây xin hết. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.